Bảo vệ TT, người Việt thắng giải Nobel xanh. Trung Quốc thừa nhận hỏng thanh nhiên liệu tại nhà máy điện hạt nhân Đài Sơn. Trung Quốc cho 28 máy bay áp sát Đài Loan, Mỹ ra tuyên bố khẳng định cam kết với Đài Bắc. Mỹ tính lập đội tàu chiến thường trực đối phó với Trung Quốc. Hungary hiến đất cho Trung Quốc xây đại học. Ấn Độ phát triển tàu chở vũ khí tốc độ cao giữa căng thẳng với Trung Quốc. Vừa dỡ phong tỏa, người Ấn Độ chen nhau đi mua sắm. Khảo sát cho thấy, nhiều người Mỹ tin rằng ông Biden phải chịu trách nhiệm vì lạm phát gia tăng. Tại California, nước hồ xuống thấp do hạn hán, tìm thấy xác máy bay mất tích 50 năm trước. Khủng hoảng nối khủng hoảng, để giá hàng hóa toàn cầu tăng vọt. Quý vị và các bạn đang theo dõi một tin thế giới mới nhất tối ngày 16 tháng 6 của DKN TV. Và sau đây là các nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin thế giới tối nay là một tin vui cho cộng đồng các nhà hoạt động bảo vệ môi trường của Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Thái, giám đốc tổ chức phi lợi nhuận Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Động vật Hoang dã SVW, đã trở thành chủ nhân của giải thưởng danh giá về bảo vệ môi trường nhờ nỗ lực giải cứu loài TT. Theo hãng tin AFP, vào ngày 15 tháng 6, ông Thái, 39 tuổi, luôn đi đầu trong các nỗ lực cảnh báo về nạn săn bắt bất hợp pháp các loài TT tại Việt Nam. Trong số 8 loài TT còn lại trên trái đất, 3 loài đang đối mặt nguy cơ tuyệt chủng, 3 loài bị xếp vào nhóm nguy cấp. Chúng bị săn trộm để lấy thịt và vảy. Nhờ vào các dự án cứu hộ và phục hồi TT từ hoạt động buôn bán trái phép, đến nay, ông Thái và các đồng sự đã giải cứu gần 1.600 con TT gặp nạn. Ông Thái đã trở thành người chiến thắng giải thưởng môi trường danh giá của thế giới có tên Giải Môi trường Global, còn gọi là Nobel xanh. Đây là giải thưởng được sự điều phối của Quỹ Môi trường Goldman, trụ sở tại San Francisco, bang California, Mỹ. Ông Thái là người Việt Nam thứ hai nhận được giải môi trường Goldman. Năm 2018, bà Nguyễn Thị Khanh, giám đốc Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh Green Idea, đã được trao giải nhờ các dự án giảm sự lệ thuộc nguồn than tại Việt Nam. Tiếp theo là các tin tức cập nhật về Trung Quốc. Liên quan tới vụ nhà máy hạt nhân Đài Sơn ở tỉnh Quảng Đông, Bộ Môi trường và Cục An toàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc hôm nay ra tuyên bố thừa nhận 5 thanh nhiên liệu bị hỏng, gây tích tụ khí phóng xạ tại nhà máy hạt nhân Đài Sơn. Nhưng vấn đề không đáng lo ngại. Giới chức Trung Quốc giải thích đây là hiện tượng bình thường. Có hơn 60.000 thanh nhiên liệu trong lõi của tổ máy và tỷ lệ các thanh bị hỏng chưa đầy 0,01%. Bộ Môi trường Trung Quốc tuyên bố nồng độ phóng xạ tăng trong phạm vi hoạt động ổn định cho phép với nhà máy điện hạt nhân và không rò rỉ phóng xạ ra môi trường. Hồi đầu tuần, Tập đoàn Năng lượng EDF của Pháp cho rằng việc tích tụ khí tại một trong số các lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân Taishan là do lớp phủ trên thanh nhiên liệu uranium bị hỏng. EDF cho hay đã được thông báo về sự cố thanh nhiên liệu hồi tháng 10, nhưng mới được biết về sự cố tích tụ khí của tuần trước. Dữ liệu quan trắc môi trường cho thấy nồng độ phóng xạ quanh nhà máy Taishan tăng nhẹ so với những nhà máy điện hạt nhân khác ở Trung Quốc. Sau khi phía Đài Loan ngày 15 tháng 6 cho biết, quân đội Trung Quốc đã điều kỷ lục 28 máy bay quân sự bay vào không phận của Đài Loan. Bộ Quốc phòng Mỹ lên tiếng, khẳng định cam kết với Đài Loan vẫn như bàn thạch. Cụ thể, vào ngày 15 tháng 6, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Sopo khi trả lời các câu hỏi của giới truyền thông đã tuyên bố hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, trong đó có eo biển Đài Loan, là lợi ích lâu dài của Hoa Kỳ. Các hoạt động quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc gần Đài Loan đang phá hoại sự ổn định và làm gia tăng nguy cơ phán đoán sai. Ông John Sopo nói, cam kết của chúng tôi đối với Đài Loan là vững như bàn thạch, có lợi cho việc duy trì hòa bình và ổn định trên hai bờ eo biển Đài Loan và trong khu vực. Để đáp trả với mối đe dọa ngày càng tăng từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, chúng tôi sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn các mối quan hệ an ninh không chính thức với Đài Loan để bảo đảm rằng Đài Loan có đủ năng lực bảo vệ mình. Trong khi đó, phía Trung Quốc tuyên bố không cho phép các thế lực nước ngoài can thiệp vào Đài Loan sau khi điều 28 tiêm kích, anh tạ cơ áp sát hòn đảo. Thưa quý vị, Politico dẫn hai nguồn tin vào ngày 15 tháng 6 cho biết, Ngũ Giác Đài đang xem xét kế hoạch thành lập lực lượng đặc nhiệm hải quân thường trực tại Thái Bình Dương để đối phó với Trung Quốc. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh lãnh đạo các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, ngày càng đồng thuận với lập trường đối đầu của Mỹ trước Trung Quốc.
Kế hoạch cũng bao gồm việc lập một chiến dịch quân sự có tên riêng tại Thái Bình Dương, cho phép Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phân bổ ngân sách và nguồn lực cho vấn đề Trung Quốc. Sáng kiến thành lập lực lượng đặc nhiệm hải quân thường trực ở Thái Bình Dương được đưa ra bởi nhóm công tác Trung Quốc của Lầu Năm Góc, được Tổng thống Biden thành lập hồi tháng 3 nhằm kiểm tra chính sách và quy trình liên quan đến Trung Quốc của cơ quan này. Một quan chức quốc phòng cho biết chưa có kế hoạch nào liên quan đến lực lượng đặc nhiệm hải quân thường trực ở Thái Bình Dương được hoàn thiện. Các nguồn tin cho biết lực lượng đặc nhiệm hải quân phụ trách Trung Quốc mới sẽ được xây dựng theo mô hình lực lượng hải quân thường trực Đại Tây Dương của NATO, vốn hoạt động trước và trong chiến tranh lạnh. Hai đội này là lực lượng phản ứng nhanh chuyên đối phó với một cuộc khủng hoảng, song dành phần lớn thời gian di chuyển trong khu vực, tham gia diễn tập theo kế hoạch và thực hiện các chuyến thăm cảng. Hai đội bao gồm 6-10 tàu của các quốc gia thành viên NATO, bao gồm khu trục hạm, hồ bơi hạm và tàu hỗ trợ, thường hoạt động trong đơn vị này tối đa 6 tháng. Một lực lượng đặc nhiệm Thái Bình Dương hiệu quả sẽ bao gồm Anh và Pháp, các quốc gia đang tăng cường hiện diện quân sự tại đây, cùng Nhật Bản và Úc. Các nguồn tin chưa rõ liệu lực lượng đặc nhiệm phụ trách Trung Quốc sẽ bao gồm chiến hạm Mỹ hay cây lực lượng của các nước khác. Lầu Năm Góc chưa báo cáo với Quốc hội Mỹ về các kế hoạch trên. Thưa quý vị, Quốc hội Hungary hôm thứ Ba, ngày 15 tháng 6, đã thông qua đề xuất của chính phủ về việc tặng đất thuộc sở hữu nhà nước cho một trường đại học Trung Quốc để được quy hoạch ở thành phố Budapest. Quyết định này được đưa ra bất chấp những lời chỉ trích của phe đối lập và cuộc biểu tình gần đây cáo buộc chính phủ thân Bắc Kinh. Những người phản đối Thủ tướng Viktor Orbán lo ngại kế hoạch về trường đại học phúc đáng với trị giá 2 tỷ đô la Mỹ này có thể làm suy giảm chất lượng giáo dục đại học và giúp Bắc Kinh gia tăng ảnh hưởng ở Hungary và Liên minh châu Âu. Hungary là một quốc gia Trung Âu với 10 triệu dân, phụ thuộc nhiều vào đầu tư nước ngoài để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Chính phủ của ông Orbán lập luận rằng ngôi trường này có thể giúp thu hút các trung tâm nghiên cứu và phát triển hay các khoản đầu tư mới đến quốc gia này. Các nhà lập pháp đảng Fidesz của ông Orbán đã bỏ phiếu áp đảo để tặng 4 mảnh đất trên bờ sông Danube cho tổ chức phụ trách khuôn viên của Đại học Phúc Đáng được quy hoạch tại Budapest. Tuy nhiên, thị trưởng Budapest Dragoș Gerasoni cho biết người dân Budapest đã lên tiếng về kế hoạch của chính phủ. 96% người dân không muốn có một trường đại học của Đảng Cộng sản Trung Quốc thay cho khu nhà ở của sinh viên địa phương. Tuần trước, ông Orbán đã bác bỏ những lời chỉ trích rằng ngôi trường này sẽ giúp Bắc Kinh gia tăng ảnh hưởng ở Hungary. Các đối thủ của ông Orbán cáo buộc ông có quan hệ thân thiện với Trung Quốc, Nga và các chính phủ phi tự do khác, đồng thời khiến các đồng minh châu Âu tức giận bằng cách kiềm chế sự độc lập của cơ quan tư pháp và truyền thông. Chuyển sang một tin tức liên quan tới mối quan hệ Trung-Ấn. Mới đây, một đoạn video do đường sắt Ấn Độ công bố cho thấy một đoàn tàu đi từ bang Haryana, miền Bắc nước này đến một địa điểm ở miền Tây nước này, mang theo vũ khí và trang thiết bị. Trong đó có nhiều xe tăng chiến đấu chủ lực T-90, xe tự hành K-9 Vajra của Hàn Quốc, xe pháo, xe bọc thép, xe tải địa hình, thiết giáp chở quân cùng các thiết bị khác. Đây là đoàn tàu quân sự thuộc khuôn khổ cuộc thử nghiệm hành lang chở hàng chuyên dụng do đường sắt Ấn Độ phát triển. Một tuyên bố do Bộ phòng Ấn Độ đưa ra cho hay những cuộc thử nghiệm mở đường cho việc nâng cao khả năng sẵn sàng hoạt động của lực lượng vũ trang. Đường ray tàu hỏa chở vũ khí tốc độ cao được phát triển trong bối cảnh Ấn Độ tăng cường nguồn lực của mình trong vài tháng qua. Với cơ sở quốc phòng tự tin rằng nước này đã chuẩn bị tốt hơn để đối phó với bất kỳ tình huống nào xảy ra dọc theo biên giới Ấn-Trung so với năm ngoái. Ấn Độ và Trung Quốc duy trì việc khai triển hàng nghìn binh lính, xe tăng và pháo binh ở cự ly gần, sát khu vực biên giới, sau khi các cuộc đàm phán đổ vỡ vào ngày 9 tháng 4. Kể từ thời điểm ngày 9 tháng 4, Ấn Độ đã khai triển tất cả các máy bay chiến đấu của mình, trong khi Trung Quốc cũng thực hiện một loạt cuộc tập trận quân sự ở biên giới. Thưa quý vị, liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Ấn Độ, thủ đô New Delhi ở phía Bắc và trung tâm công nghệ Bengaluru ở phía Nam Ấn Độ là hai trong số các thành phố bắt đầu dỡ bỏ các lệnh phong tỏa nghiêm ngặt khi số ca mắc COVID-19 mới trên toàn quốc giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 2 tháng qua. Sau 5 tuần phong tỏa nghiêm ngặt, các nhà chức trách New Delhi đã cho phép mở cửa lại hoàn toàn các cửa hàng và trung tâm thương mại, đồng thời cho phép các nhà hàng phục vụ 50% chỗ ngồi. Mạng lưới đường sắt ngoại ô có thể hoạt động với 50% công suất và các văn phòng cũng được mở cửa trở lại một phần. Ngay sau khi có thông tin này, hàng nghìn người Ấn Độ đã chen chúc trong ga tàu điện ngầm và trung tâm thương mại. Một bác sĩ tại bệnh viện Max Healthcare ở New Delhi đã cho biết trên Twitter,
trung tâm thương mại hàng đầu của New Delhi đã đón 19.000 người vào cuối tuần trước, ngay sau khi mở cửa trở lại. Chúng ta đã điên hết rồi sao? Hãy đợi COVID-19 bùng nổ thêm lần nữa, rồi lại đổ lỗi cho chính phủ, bệnh viện, đất nước. Các bác sĩ nói rằng, việc tái mở cửa gần như hoàn toàn của New Delhi là vấn đề gây lo ngại. Các nhà chức trách New Delhi cho biết, họ sẽ thiết lập lại các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt nếu cần thiết. Khi các hạn chế được dỡ bỏ, lao động nhập cư bắt đầu đổ về các thành phố lớn. Ở Bengaluru, thủ phủ bang Karnataka, cảnh tượng chen chúc đã xuất hiện trở lại ở các nhà ga trong thành phố. Tổng số ca nhiễm tại Ấn Độ hiện ghi nhận ở mức gần 30 triệu người. Tuy nhiên, các chuyên gia ước tính số ca nhiễm và tử vong trên thực tế tại Ấn Độ còn cao hơn gấp nhiều lần so với con số thống kê chính thức. Tiếp theo là những diễn biến đáng chú ý về nước Mỹ. Trong bối cảnh lạm phát đang gia tăng tại nước Mỹ, một cuộc thăm dò hôm thứ Hai cho thấy nhiều người Mỹ tin rằng Tổng thống Joe Biden chịu trách nhiệm về vấn đề này so với cựu Tổng thống Donald Trump. Khi công ty khảo sát và thăm dò dư luận Trafalgar Group hỏi các cử tri, bang cho rằng là ai chịu trách nhiệm lớn nhất về việc lạm phát gia tăng. Có 39% lựa chọn ông Biden, trong khi chỉ 17,7% nêu tên ông Trump. 14% số người cho rằng quốc hội chịu trách nhiệm cho lạm phát gia tăng và gần 18% trả lời họ không biết. Mối lo ngại về lạm phát tại Mỹ xuất hiện khi chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 5% trong tháng 5 so với một năm trước, mức tăng nhanh nhất kể từ năm 2008. Một số nhà phân tích kinh tế cho rằng lạm phát có thể tiếp tục kéo dài hơn dự kiến do sự kết hợp của lãi suất rất thấp. Nhu cầu tiêu dùng và hàng hóa và dịch vụ bị kìm hãm, thâm hụt ngân sách đặc biệt lớn và các gói kích thích kinh tế. Cuộc thăm dò của Trafalgar Group được thực hiện từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 6 với 1.073 người tham gia, độ tin cậy là 95%. Thưa quý vị, tiểu bang California đang bị ảnh hưởng bởi một trận hạn hán nghiêm trọng. Mực nước trong hồ Folsom gần thành phố Sacramento đã giảm mạnh. Điều này dẫn đến phát hiện về một chiếc máy bay nguyên vẹn dưới đáy hồ. Đây có thể là chiếc máy bay đã mất tích bí ẩn vào năm 1965 sau khi gặp tai nạn. Bằng cách sử dụng công nghệ sonar dưới nước, hai nhà nghiên cứu Jeff Riley và Tyler Atkinson cho biết họ phát hiện rằng đuôi và cánh quạt của xác máy bay này phù hợp với chiếc máy bay biến mất năm đó. Quay trở lại thời điểm năm 1965, chiếc máy bay này bị rơi gần đập Folsom ngay bên ngoài Sacramento sau một vụ va chạm giữa không trung. Thi thể của ba người trên máy bay không bao giờ được tìm thấy, người ta chỉ tìm thấy xác của viên phi công. Kết thúc bản tin thế giới tối nay, mời quý vị đến với bài phân tích về kinh tế thế giới. Khủng hoảng nối khủng hoảng để giá hàng hóa toàn cầu tăng vọt được đăng tải trên tờ CNBC. Từ thiếu hụt container do đại dịch, tắc nghẽn kênh đảo Suez đến ổ dịch mới ở Trung Quốc, chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn nghiêm trọng, đe dọa đẩy giá hàng hóa tăng vọt. Giờ đây, doanh nghiệp và người tiêu dùng đang phải chuẩn bị cho một cuộc khủng hoảng khác. Nguyên nhân là đợt bùng phát dịch COVID-19 mới ở miền Nam Trung Quốc gây tắc nghẽn tại các cảng, khiến việc giao hàng bị chậm trễ và đẩy chi phí tăng cao hơn nữa. Tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đang phải đối mặt với sự gia tăng đột ngột của các ca nhiễm COVID-19 mới. Chính quyền địa phương đã ra lệnh phong tỏa nhiều khu vực, đóng cửa doanh nghiệp để ngăn chặn virus lây lan. Điều đó dẫn đến sự ngưng trệ hàng loạt của các cảng lớn tại Trung Quốc, khiến chi phí vận chuyển vốn đã cao lại càng cao hơn. Khủng hoảng nối khủng hoảng. Ông Brian Glitz, nhà sáng lập kiêm CEO tại JNEO, bình luận sự gián đoạn ở Thâm Quyến và Quảng Châu rất nghiêm trọng, chúng sẽ gây ra tác động chưa từng có đối với chuỗi cung ứng. Quảng Đông là trung tâm vận chuyển lớn, chiếm khoảng 24% tổng kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc. Theo Hội đồng Vận tải Thế giới, Quảng Đông có cảng Thâm Quyến và Quảng Châu, lần lượt là cảng lớn thứ 3 và thứ 5 trên thế giới, tính theo khối lượng container. Năm ngoái, khi các khu vực trên thế giới phục hồi từ đại dịch, một đợt bùng nổ mua hàng dẫn đến nguồn container thiếu hụt trầm trọng, gây ra tình trạng chậm trễ trong việc vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc đến Mỹ và châu Âu. Doanh nghiệp và người tiêu dùng phải chịu chi phí cao. Tiếp đó, Evergreen, một trong những con tàu container lớn nhất thế giới, bị mắc kẹt ở kênh đảo Suez và chặn tuyến đường giao thương này trong vòng một tuần. Khoảng 12% thương mại toàn cầu chảy qua kênh đảo Suez với trung bình 50 tàu đi qua mỗi ngày. Sự cố đã gây ra một cuộc khủng hoảng vận tải biển và khiến 9 tỷ đô la Mỹ hàng hóa bị ách tắc mỗi ngày. Giờ đây, cuộc khủng hoảng ở miền Nam Trung Quốc khiến chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn một lần nữa. Ông Zhang Zhiwei, nhà kinh tế trưởng tại Pinpoint Asset Management, nhận định
tôi cho rằng nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng đang tăng lên. Chi phí xuất khẩu, vận chuyển có thể tăng cao hơn nữa. Ông cho rằng Quảng Đông đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo ông JB Quitrins, phó chủ tịch hãng phần mềm vận chuyển 3GTMS, cuộc khủng hoảng ở Trung Quốc sẽ gây gián đoạn cho người tiêu dùng Mỹ bởi nhiều lô hàng bị ảnh hưởng có đích đến là Bắc Mỹ. Ảnh hưởng trực tiếp của cuộc khủng hoảng là chi phí vận chuyển tăng vọt. Ông Click chia sẻ, nhiều chủ hàng quy mô vừa và nhỏ đang tuyệt vọng vì chi phí vận chuyển vượt quá biên lợi nhuận. Chi phí vận chuyển đang ở mức kỷ lục. Chúng ta đã vượt hết định giá này đến định giá khác. Không ai có thể nói trước rằng chúng sẽ tăng cao đến đâu. Hiệu ứng dây chuyền. Theo bà Sorina Coleman, phó chủ tịch về các giải pháp thông minh tại Everstream Analytics, những chủ hàng không muốn chậm trễ sẽ tìm cách chuyển từ vận chuyển bằng đường biển sang hàng không. Điều này càng để chi phí vận chuyển lên cao. Theo bà Coleman, thời gian chờ tàu cập cảng container quốc tế Diêm Điền ở Thâm Quyến đã tăng vọt từ nửa ngày lên 16 ngày. Tình trạng chậm trễ cũng tạo ảnh hưởng đến những cảng khác. Theo bà, hiệu ứng dây chuyền sẽ lan sang các tỉnh lân cận như Quảng Tây, Vân Nam, Hồ Bắc. Hàng hóa có thể được vận chuyển thông qua vận tải đường bộ. Tuy nhiên, giới chức trách đã thắt chặt các biện pháp để ngăn chặn virus lây lan. Điều đó có nghĩa là mọi xe tải di chuyển xuyên biên giới sẽ phải thực hiện khử trùng và những biện pháp khác. Do đó, làm chậm quá trình vận chuyển và xử lý hàng hóa nói chung. Ông Chan tại Pinpoint Asset Management bình luận, nhìn chung, kim ngạch xuất khẩu tại các cảng ở Quảng Đông sẽ vẫn giảm trong tháng 6. Những khu vực khác tại Trung Quốc có thể phải thận trọng hơn. Ông nhấn mạnh, cùng với những đợt bùng phát dịch ở Ấn Độ và các nền kinh tế Đông Nam Á làm tăng chi phí hàng hóa và vận chuyển, sự gia tăng các ca nhiễm COVID-19 mới tại Quảng Đông có thể góp phần gia tăng áp lực lạm phát ở những quốc gia khác. Một tin thế giới mới nhất tối ngày 16 tháng 6 của DKN TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo.